Xiaomi, Samsung, mã là UA65MU6400. Tắt cái chế độ demo. Demo nè, đang lên video mẫu của hãng luôn á. Do nút ngôi nhà, chọn ở trong cái phần logo cài đặt, chọn xuống phần tổng quát, trình quản lý hệ thống, bên phía dưới cùng có chế độ sử dụng, lên chế độ bán lẻ, chọn lên chế độ nhà, nó tắt cái chế độ đi.